Cả nhà mình ơi, sau một ngày rất là vất vả từ Sài Gòn ra đây đi công việc thì hiện tại bây giờ mình đã về tới khách sạn là khách sạn Golden Lotus ở tại 53 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Thì mình sẽ quay giới thiệu cho cả nhà một tí về cái khách sạn này. Thì theo như giá bill mình nhìn thấy là với cái phòng dạng như mình đang ở là hơn 50 đô. Bình thường mình ra Hà Nội để mình ở thì khách sạn này rất là đông các bạn, dập dìu người đi ra đi vào. Nhưng hiện tại bây giờ thì do cái dịch bệnh Covid và khách du lịch đến Hà Nội rất là ít, do vậy là khách sạn rất là vắng. Tại vì cái vị trí khách sạn này á, nó nằm gần với Hồ Hoàn Kiếm, do vậy là khách du lịch thường hay ở rất là đông. Mà giờ này dịch thì họ rất ít. Mình xin quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cả nhà, đây là cái thẻ vào đây, Golden Lotus này. Đây là password là Golden Lotus. Rồi những cái thông tin đây. Cái vị trí của khách sạn Golden Lotus nó có hai địa điểm, một cái 39 và một cái 53 Hàng Trống. Thì ngay Hồ Hoàn Kiếm luôn. Mình đi vào phía khách sạn này thì đầu tiên đi vào là mình nhìn thấy cái phòng này cũng không rộng lắm đâu. Mình nghĩ khoảng 30 mét vuông thôi. Thì đầu tiên là vào chúng ta sẽ nhìn thấy được là khu vực này, khu vực trà cà phê. Theo mình ở khách sạn ở phố cổ là rất là chuẩn khách sạn này luôn đó nha. Đây là cái tủ lạnh. Ngay cửa vào thì chúng ta sẽ thấy được cái đây là cái tủ quần áo đó. Mình không biết là bật điện ở đâu nữa, nó khá là tối. Đây. Tủ quần áo đầy đủ, có két sắt đồ đầy đủ hết. Đi vào phía trong này thì cả nhà có thể nhìn thấy được. Để mà nhà đợi tí em bật cái đèn lên đó. Rồi, có cái đèn này lên tí rồi. Đây có một chút ánh sáng ở đây, cái đèn này là cái đèn khá là đẹp. Để mà em bật luôn cái đèn này cho cả nhà mình thân yêu mình cùng cùng xem ha, cho nó sáng một tí. Đâu rồi, công tắc ở đâu rồi? Em không biết công tắc của cái đèn này ở đâu. Công tắc đây rồi. Cái đèn này để bật lên cho cả nhà mình xem thôi chứ cũng không biết nó nằm đây. Công tắc này đây. Đây khu vực bàn làm việc. Đây bàn làm việc ha. Rồi cái đèn trang trí ở đây. Đây có thể nhìn được cửa sổ. Cái gương soi trang điểm. Rồi đây cả nhà. Trung tâm vẫn là một cái giường. Một cái giường giường đôi thôi. Giường đôi này. Rồi hai tủ đầu giường đầy đủ hết. Rất là đầy đủ này. Đó, đẹp chưa? Rồi đây cả nhà. Giá phòng này là hơn 50 đô ha. Ở đây cả nhà nhìn thấy rất là, mình nhìn thấy có thể rất là đẹp cả nhà ha. Phòng ở khu vực phố cổ này thì tìm được một căn phòng đẹp như này thì cũng khá là khó cả nhà. Rồi khu vực này thì có điều chỉnh, đây là máy lạnh cho giảm xíu cho nó mát. Rồi rồi xong. À đây trong này là toilet. À, được đây khu vực này. Razor, phòng chải đánh răng. Đây đầy đủ ha. Rồi máy sấy tóc luôn. Rồi bồn rửa mặt, khăn. Hai chai nước free. Được tường được trang trí bằng cái này là gốm, là gốm Bát Tràng cả nha. Đây, đặc biệt đây. Có cả hồ bồn tắm. À, đây cả nhà có vách ở đây này. Đó. Rất là đầy đủ, rất là đẹp luôn cả nhà. Đây quay lại cả nhà cho cả nhà nhìn một lần nữa nha. Đây, cửa vào. À, khách sạn Golden Lotus. À, bàn làm việc rất là ok. Đây bàn làm việc đây cả nhà. Rồi. Quay sơ sơ cho cả nhà xem một cái khách sạn 50 đô ở tại Hà Nội. Tí mình có xuống mình quay được cái sảnh thì mình quay cho cả nhà. Nhưng mà hiện tại khách sạn rất là vắng cả nhà ha. Rồi bye bye cả nhà thân yêu nha. Bye bye.